Chào chị Hồng, chào chị Hồng Phương, chào, đúng rồi, sập nguồn, chào Quang Thanh Ngô. Nghe ai nói về em hả? Em đang nghe bên diễn đàn của Mã Đáo á chị Hằng Phương. Có thằng Hải Nguyễn á, nó lên nó xàm bên kia mà. Chào Bảo nhé, lại trễ thế anh hả? Tại đang like nó rớt. Gì vậy mà? Chờ anh đợi mình. Anh không có camera lại bên đây, anh không có camera. À, Bình Dương anh chê Vevara chứ không phải là anh Bằng. Chà, anh Trần Tổng. Ok anh. Hello Bình Dương. Nãy anh thấy Bình Dương đang like rớt, lúc này hàng Facebook nó bị gì á, thỉnh thoảng lâu lâu cái tự động nó làm sập cái Facebook. Đúng rồi anh, tại vì đang like tự nhiên nó bắt đầu nó chập chờn xong rồi nó rớt luôn. Nên Facebook lúc này nó bị cái gì á, nó bị lỗi về phần mềm hay gì á. đúng rồi Dân Việt Nam mình like dữ quá đó, nhiều khi cái cộng đồng người Việt của mình like dữ quá nó chịu không nổi. Nó giống y như cái thằng Paul Thoát hồi xưa anh chơi vậy đó. Cái thằng Paul Thoát hồi xưa anh chơi anh cũng lâu lâu cứ rồi nó bị nữa nè, nó mới bị nữa nè. Hello nghe nghe em nghe rõ anh, nghe rõ anh. hello ok. Bây giờ nó cái phần mềm của nó bị gì đó, lâu lâu cái có bữa anh đang like với bạn tự động nó shut down cái Facebook anh xuống. Cái lỗi của thằng Facebook á, anh nghĩ là cái lỗi của nó. Do cái server của nó vì khi nó chịu không nổi á, tại vì nó bị overload á, nó quá tải á. Bình Dương hồi đó anh chơi thằng thằng Paul Thoát cũng vậy, cái lâu lâu thằng Paul Thoát nó người Việt của mình like dữ quá đó, mình like khủng khiếp quá, nó chịu không nổi cái server mà nó chịu không nổi tại cái đê đà nó vận chuyển like mà. Cái thằng và thằng Paul Thoát cứ mỗi nhiều khi một bữa hai bữa nó cũng bị không ai nói gì được trơn á, lên hình rồi nó cũng làm tùm lum loạn xạ sà ngầu á, rồi lâu lâu cái nó phải đóng nó đóng trong vòng mấy tiếng đồng hồ để đặng nó reset cái server nó lại rồi mình mới like được. Cho nên anh thấy hình như bắt đầu hàng hàng Facebook này bắt đầu nó bị lỗi rồi. Hồi lúc trước cái mạng của nó tốt lắm, bây giờ ai cũng gọi bằng Facebook hết. đúng rồi anh. Bây giờ người ta sử dụng, người ta gọi điện thoại Facebook búa xua, anh gọi về Việt Nam vậy nó sử dụng Facebook rất là tốt, hồi xưa đâu có đâu. Trong bao que trống cuối cuối năm anh về, cuối năm anh về anh mua vé rồi tháng 12 anh đi, nhưng mà có thể trong tháng này hoặc là đầu tháng 11 anh đi cũng không chừng nữa. thành ra Chào anh Cao thành Trung. ra chưa có biết được. Như lâu chào chị em các bạn trong diễn đàn nha, chào người Sài Gòn.
Chọc ông Nam ông nói điên lên vui chứ. Anh... nói chung ok thôi tại vì không anh biết không nói ở đây. thật ra thì Ừ. thôi mình cũng cần nói nhiều để cho mọi À. người người ta nhìn là được Anh chọc ổng điên lên anh mắc cười với mẹ luôn, anh mắc cười thôi luôn chứ mấy ông nói như trẻ con vậy. Anh ngồi anh cười thấy không? Hổng anh vô cái diễn đàn của ổng anh còn trả lời được, bây giờ anh trả lời không được anh vô anh chỉ bấm bấm cười đấy à. Mấy ông này tiếu được chưa, mấy ông tiếu thì anh thấy mắc cười lắm, nó như con nít vậy. Cái sự hiểu biết của họ nó kém á. Nói chung giờ đã chia sẻ đề tài gì, đề tài 100 đô gì thì nhớ lại ông Nam ổng làm mình mắc cười quá. Ông Nam với vợ con Hà cũng tội nghiệp của Hà chứ. Phụ Hà mà đừng có theo ông Nam mà là anh về kỳ này Út Hà cướp anh chắc anh chịu Nói liền chung anh nói giờ chỉ còn trong ký ức là thôi được rồi, thôi bây giờ á. giờ mình quay lại chủ chủ đề của mình đi thì Ok anh mắc chờ cười quá xin lỗi nha. lại các anh chị chủ đề tại bữa nãy thì thông cảm đang đang Ok anh live thích cười quá. Bây giờ để chia sẻ về vấn đề 100 đô. 100 đô nói chung là thì nói chung thì mình xét về vấn đề tình đó, thì mình cũng tội nghiệp cái đó là đúng bao que chống, nhưng mà về vấn đề luật đó, thì bao que chống thì như ở Mỹ thì phải, bao que chống nghĩ đi, ở Mỹ nó không có nhân nhượng gì hết trơn á, tại vì đúng rồi, cái ta người quên Việt của mình không có phải, có nghĩa là bên bên quỹ ban là yêu cầu cái anh này làm một cái đơn, thì nói chung là ừ. về cái đó là về cái tình thôi, Ừ. chào hàm y Bác nghĩ rồi không có xử phạt anh, nhưng mà ừ. chỉ nhắc nhở thôi, đa phần là những cái Ừ. người dân không biết, mà người dân họ không biết. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Anh nghĩ là cái anh đó sẽ được khoan hồng chứ không ấy đâu, tại vì Đúng luật rồi, đúng pháp rồi. Việt Nam bên ngoài thì cái tụi một số báo chí đồ là một số những thành phần bất mãn chế độ gì đó nó tô vẽ Anh ra mới bị sập hàm y. lô mi nó tô vẽ ra thôi, nó tô vẽ ra làm cho nhiều người bị lại mình. Thôi các bạn không muốn nhắc, để mà có diễn đàn khác mình lên mình ghẹo tiếp, diễn đàn Bình Dương mình không ghẹo nữa. Thì nói chung là người ta tô vẽ ra thôi, như các bạn sống ở Mỹ á, Mỹ nó xử phạt là nó phạt thẳng tay, nó phạt thẳng tay, không có mình phạm bất cứ một cái luật gì nhỏ nhiều khi nó không có đáng, nhiều khi lỡ mà đi các bạn thấy biết là bên Mỹ nó có trường hợp nhiều cái nó xử á, cũng đau lòng lắm, như là khi cha mẹ dẫn con đi vô chợ đi ra đây đi shopping á, con nít mà nhiều khi nó vô chợ cái nó khiều này nó khiều kia, rồi mình cha mẹ nhiều khi vô tình á cái đi ra bị máy quay phim nó chụp rồi cái nó bắt thì tại vì cha mẹ đi cùng mà, rồi cái cha mẹ cũng bị quan, thành ra giải thích giờ sao giờ nó Mỹ là nó cứ phạt nó nắm vô đó nó phạt. Ở trên đất Mỹ nó cũng có nhiều cái chuyện luật pháp nó quá cứng rắn cũng thương tâm, nhưng mà pháp luật rồi đó là pháp luật à, chứ nó Sorry. đâu có kiểu giống như ở Việt Nam mình. Cho nên những cái chuyện mà tôi thấy như vậy đó, mình thấy thì cũng buồn, nhưng mà tôi theo như tôi thấy cái tính nhân văn của người Việt của mình cái vấn đề về mặt tình cảm đó, thì anh bạn này không có đến nỗi như vậy đâu, không có đến nỗi vậy đâu, tại vì thứ nhất thì cũng làm như vậy nhiều khi cũng răn đe để đặng mà chính phủ để bảo vệ cái kinh tế của Việt Nam đó. Anh chị em các bạn biết đồng tiền mà kìa đô la mà nó bị nội địa quá rồi nó bị mà nội địa quá đó là nguy hiểm lắm các bạn biết, nó rất là nguy hiểm, nó ảnh hưởng tới an nguy của quốc gia chứ không phải là giỡn đâu. Cho Đó. nên mình cũng phải làm như vậy để cảnh báo, để cảnh cáo những người khác để kiềm chế lại cái đồng đô la nó lưu hành ở trong nước, mà nhà nước Việt Nam mình mà kiềm chế được mà quản lý được thì nó rất là tốt. Các bạn biết cái đồng tiền đó, tại vì đồng tiền đó chính phủ sử dụng để đặng mà giao thương với lại các cộng đồng quốc tế.
đúng rồi, bao que chống cái người mà sống ở Mỹ nó giống như cái người máy robot, giống như là nó program vô trong cái người máy robot, nó biểu là làm sao là làm y vậy thôi, tại vì cứ làm theo cái luật, làm mọi luật pháp hết, nó đều hướng dẫn con người ta như vậy hết rồi, anh không có đi ngoài được, hãy anh đi chật đường rầy là cái người mà họ điều khiển, họ phải dùng cái luật của họ để họ biết cái phần mềm, họ sửa lại, họ sửa sai cho cái người ra máy robot đó lại để cho nó hoạt động đúng hơn. Các bạn thấy bên, như bạn biết ở bên Mỹ nó có cái những cái luật mà đi đường cũng vậy, về bản stop để dừng xe mà nó tôi gọi là 4 chiều đó, 4-way đó, các bạn thấy không, nó đều có luật hết, ra đó mặc dù không có xe nhưng anh vẫn phải đậu lại, nhiều khi hàng cảnh sát giao thông đó, nó núp ở một cái đoạn đường nào nó nhìn nó thấy hả? Là anh chạy qua nó quất anh vô là nó lụm anh thôi. Các bạn biết ở những cái xa lộ quốc lộ mà highway đó, ai mà đi mà Cali mà đi freeway, nó gọi là freeway 8 đó, mà đi hướng San Diego á, anh chị em các bạn, những cái đường đó nó gọi là highway freeway đó, nó vắng hơn mấy cái freeway kia nhiều. Thì đi đó, khi mà đi anh chị các bạn biết cảnh sát á, cái tiếng quốc lộ đó đó, nhiều người họ y họ thấy vắng gì họ chạy, nhiều khi họ chạy cả trăm mai một giờ, 20 mai giờ họ chạy dữ lắm. Cho nên cái tiếng quốc lộ đó, nó có máy bay, nó bay lâu lâu, nó bay qua, nó bay lại đi đặng mà nó phát cho cái, nó canh chừng cái tuyến đường đó. Với lại cái tuyến đường đó dân di dân lậu, với lại những cái tụi mà drug dealer rồi, nó cũng hay vận chuyển cái tuyến đường đó nữa, nó gần với biên giới của Mexico đó, ra nó dùng máy bay đi đặng mà nó trinh sát. Các bạn thấy Mỹ mà thành ra về vấn đề mà tôi thấy trăm đô không có gì đến nỗi mà tồi tệ đâu. Nhiều khi mình nhìn ngoài mình thấy bức xúc với cái sự xử sự của nhà Việt Nam mình hay lắm, Đưa anh Hùng Thủy mình rồi. viết đơn lên Rồi xong rồi rồi lại. kiến nghị rồi xin rồi hoàn cảnh gia đình rồi mình nói nêu rõ lý do, rồi chẳng ai mà bắt nở lòng nào mà đi phạt cái một cái người mà thợ điện như vậy mà 100 đô như vậy. Người ta không là nở lòng nào làm như vậy đâu, chỉ nhắc nhở cảnh cáo rồi để cho người dân hiểu về vấn đề mà pháp luật, cái vấn đề mà tai hại khi mà đem cái đồng tiền đô la đi đổi ở ngoài chợ đen, ngoài tư nhân như vậy nó gây ảnh hưởng. Kể cả vấn đề 100 đô đó chưa chắc đã tịch thu. Ừ, đúng 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 Cho đúng nên nè. chính xác Tại chính vì xác. nghĩa chức là người dân, là người dân họ không biết, họ không, mình gọi là không hiểu biết thì vấn đề. Người ta chưa hiểu biết về pháp luật, Dạ không đúng rồi. hiểu biết là không có tội. Mình chỉ nhắc nhở họ để họ hiểu biết hơn thôi. Nên chỉ có cái bọn ba que xỏ lá nó mới dựng lên đủ thứ chuyện, nào là nó xuyên tạc, nào là nó nói là vấn đề khi giống như lúc nãy em có chia sẻ đó, có nghĩa là cái người chủ tiệm vàng này họ đã vi phạm một luật rồi. Cái thứ hai nữa, đương nhiên công an kinh tế sẽ vào kiểm tra cái ngành nghề kinh doanh của họ, là một, hàng hóa của họ có xuất xứ hóa đơn chứng từ hay không, thì lúc đó họ, nhưng họ phải làm, nó mới liên đới ra những cái chuyện khác đó. Rồi ví dụ chẳng hạn kim cương hay là đá quý mà họ không có hóa đơn chứng từ thì đương nhiên đó là cái tang vật và người ta phải niêm phong mang về, và người ta để điều tra xem yêu cầu cái cơ sở kinh doanh này cung cấp những cái giấy tờ liên quan. Nếu khi nào không có giấy tờ liên quan thì lúc đó mới đưa ra tùy theo cái mức độ, và đưa ra ví dụ như là xử phạt hành chính. Nếu mà theo đúng, theo nằm trong khung của luật thì đương nhiên phải khởi tố phạt theo luật, rồi có tịch thu hay là như thế nào đó là do khi ra giải quyết. Em chào anh Cầm Nguyễn. Dạ đúng anh Cao Trung Hiếu, chủ yếu là phạt tiệm vàng thôi, tại vì cái tiệm vàng này em khẳng định với anh là 100% tiệm vàng này biết về cái luật này, nhưng tại do cái vấn đề họ kinh doanh, họ thích họ làm thôi. Rồi. Đó. Nên chính vì điều đó là cái mình nói là ở cái xã hội Việt Nam mình họ còn cái tình người, cái tính nhân văn trong cái luật của Việt Nam mình. À vậy anh. Đó. Tại mới nãy là của em là bắt đầu nó rớt từ từ. Nhưng
Đúng rồi, bao quái trống. Nhưng mà điều đầu tiên là phải kiểm tra cái mặt hàng kinh doanh, là ví dụ vàng bạc, xem tuổi tác, rồi xem về chất lượng vàng, rồi xem đến ví dụ như những cái mặt hàng liên quan, ví dụ như kim cương, đá quý, hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ, thì bắt đầu phải phạt tiếp đó. Vậy thôi. Hello Bình Vậy thôi. Dương, chào anh chị em các bạn trong diễn đàn, chào anh Cầm, anh chị em các bạn, anh Bằng. Facebook của anh nó mới bị sập ở Bình Dương, Nè. nó mới sách văng ra ngoài luôn, lâu lâu đó chứ đâu có đâu. Đang đang nói về cái nó sập xuống, nó kích ăn ra khỏi Facebook luôn À, rồi phải vào phải lại. vào lại. Nó Nói chung là anh nghĩ là Facebook cái thời gian này nó không ổn định nên. đúng đúng đúng, nó không ổn định, À, đúng tại rồi, vì đôi lúc nhiều tại khi ở đây vì em đăng nhập thì đôi lúc nó phải có lúc là nó có tiếng Việt nhưng có lúc không có tiếng Việt. nó bị không được ổn định, đúng rồi, nó cái server của nó bị lỗi á, cái server của nó À. anh nghĩ là nó sẽ tìm cách, nó cũng có cái cộng đồng người Việt của mình càng lúc càng đông quá à. Hỏi chứ like khủng khiếp luôn, like mà làm sao nó chịu nổi. Dương nghĩ đi, vấn đề mà anh học về bên, anh biết về bên 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 máy vi tính mà, anh biết mà, anh làm bên ngành kỹ sư anh biết mà. Nó chịu không nổi, nó hỏi chứ Dương biết bao nhiêu database nó phải, cái nó phải vận chuyển với tốc độ mà livestream như kiểu này, mà livestream mà người ta gọi nó làm sao nó chịu nổi. Đúng anh, Nó phải update cái cái server của service nó phải. phải phải liên tục. Em nói anh những cái lúc mà cái như ở đây ví dụ như chẳng hạn bên nhà mạng thôi, có những lúc mà nhiều quá họ phải cái máy điều hòa, họ điều hòa cái server để mà giữ cho cái định nó không phải không nổi. Cộng đồng của người Việt mình càng ngày càng nở ra, đâu có không nhỏ lại đâu, hay là nó ở một cái phạm vi đâu. Dương Đúng thấy không, nói không trong cái nhóm anh em mình thôi mà thấy không, mẹ lúc trước đâu có like dữ vậy, bây giờ like khủng khiếp luôn. Nhiều khi like mà anh thấy anh còn dội mặt nặng đúng nữa, rồi. bởi chỉ cần mà sắp một cái thôi á, là mấy ảnh mấy chỉ like lên Facebook bây giờ nó Oh. giống thao thoát rồi. Chưa Facebook bây giờ bắt đầu nó giống thao chút thoát rồi. ngủ tới Anh thấy bắt lâu quá mới gặp anh, khỏe không anh chắc không? Hello anh Jackie Hồ. Nói chung thì về vấn đề Việt Nam thì hồi nãy như thấy kẹo xuất hiện không ta? Đấy. Ô, không phải, không phải. Không phải anh. Nói chung thì Thanh Phong chưa ngủ nữa, Thanh Phong. rồi. Nói chung thì mình là về vấn đề mà 100 đô thì cái chuyện đó, thì cái người mà bị phạt đó anh nghĩ là họ sẽ được khoan hồng, chứ không có phải giống như dư dư luận ở trên cộng đồng Facebook lên trên này la ối sùm luôn. Thì để coi đi, đề tài chia sẻ anh nhớ, xã hội mà Việt Nam mình bây giờ thay đổi phát triển, thì trong cái công cuộc đổi mới phát triển nó cũng đầy dẫy những cái nan đề xã hội, nó không có phải riêng gì trên cái Facebook này. Facebook này nhiều khi mình thấy nó hỗn độn, nhưng mà xã hội ngoài đời nó cũng vậy thôi, thành ra mình cứ phấn đấu chơi trên này, mình rút tỉa ra những cái kinh nghiệm, những cái gì hay thì mình học, nó không hay thì thôi, còn ở ngoài đời nó một trời một vực. Còn cái chuyện mà đổi tiền rồi, cái tiệm vàng này có thể nó đã làm cái gì sai À đó, vậy. theo anh nghĩ Dương, nó có làm cái gì sai đó, cho nên một công hai chuyện luôn. Bên cơ quan mà an ninh người ta muốn ập vào, bên quản lý kinh tế đó người ta cũng muốn kiểm 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 tra cái tiệm vàng này. Anh nhớ lâu lắm rồi nó cũng có một sự việc xảy qua giống như cái vụ tiệm vàng này, sẽ lâu lắm rồi, mấy Lúc năm. trước là có anh, lúc trước là ở thành phố có tiệm vàng ở trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng gặp cái tình cảnh này, Anh nhớ, nhưng mà cũng cũng y, người dân cũng trường hợp không giống bị y vậy đó. phạt, cũng người dân không có Đúng. tiền chỉ phạt cái tiệm vàng thôi. À, bạn anh à, ở đây mình nghĩ Anh là nhớ. bạn không hiểu cái vấn đề đâu, nên bạn đừng có nghĩ là dàn cảnh 100 đô. Mình nói thật các bạn, mình là người trong ngành, mình là người trong ngành kim vàng à, kim hoàn đấy. Nếu mà bạn muốn á, bạn ở thành phố Hồ Chí Minh là mình sẽ dẫn bạn. Bây giờ nói xin lỗi, nói thì nó hơi đụng chạm chút thôi. Chứ giờ á, nếu ở thành phố Hồ Chí Minh này bạn muốn bắt tiệm vàng nào mình dẫn cho. Chứ không cần dàn cảnh đâu bạn, cái chuyện đó quá đổi bình thường đối với ở trong cái ngành vàng của ở Việt Nam mình.
Nhiều khi cái tiệm vàng đó nó làm ăn nhiều cái vấn đề mà phi pháp nhiều quá, sẵn lên công hai chuyện rồi ọc nó luôn. Ai à, anh nghĩ vậy, lâu lâu bên ngành bên kinh tế, quản lý bên kinh tế đó, thì anh về Việt Nam anh làm ăn nhiều khi anh cũng biết mà. Hồi lúc trước anh về anh đầu tư bên công ty nhà máy nước ở Phú Lý, Đồng Nai, anh biết mà. Bình Dương những cái luật pháp nhiều khi làm ăn đồ, Có mà anh họ may lập nó cái rất là ban kiểm tra liên ngành, họ kiểm tra được hết mà anh Trung Anh. thành ra nó bởi vì mới nói Việt Nam mình mà luật pháp mà nó đi vô cái khuôn khổ là dân của mình chịu không nổi đâu. Ý là chỉ có một chuyện 100 đô thôi mà đã dư luận xôn xao ầm ĩ lên, người bàn này người bàn kia Bạn rồi trong tùm lum anh hết. thì mình nghĩ là bạn chắc bạn có thù với hay là bạn có thành kiến gì đó nên bạn comment những câu này. Nói thật với bạn, nếu bạn làm ăn chân chính đi, nó thật sự bạn chả có ai đụng tới bạn, hiểu không? Đúng Bạn rồi, đúng làm đúng chính né xác. đầu này bạn né đầu kia anh chi, với chuyện Ừ. chung chi xin lỗi bạn. Đây là mình trong ngành, mình là người trong ngành nha, riêng cái tiền thuế bạn biết bao nhiêu năm, mỗi một quý lên bao nhiêu phần trăm bạn biết không? Rồi cái cách mà mình lách luật làm sao bạn biết không? Mình nói cho bạn nghe. Chứ bạn đừng ở đây bạn 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 nhìn vào một cái sự việc nhỏ đó rồi bạn quy chụp cho cả một đất nước Việt Nam. Chuyện nó chuyên chủng chuyện chung chi thì cái đó là quyền lợi của mình thôi. Nếu mình làm ăn ai cũng lách luật cả. Làm ăn ở đâu người ta cũng lách luật cả. Bạn Không với ai mà không tiền ngu của cũng lách bạn, luật. hiểu không? Nhưng thực thi đó là một việc khác. Không ai tội gì mà mình không đi lách luật cả. Nói thật mà nói tôi thấy, chứ đừng có nói ở ngoài nói lách luật này lách luật nọ lách luật kia rồi bước vào thương trường làm ăn à, thằng nào cũng tìm cách với lách luật hết. Ngu sao không lách. Như bây giờ anh kể cho ví dụ trường hợp bên Mỹ đó, chủ tiệm nail rồi vẫn cố gắng lách luật để Đấy, đấy, đi lãnh đấy. tiền trợ cấp đó, trong Ừ, xã hội Mỹ lách nó luật vẫn có thôi. làm lãnh tiền mặt. Nói chung là không ai tội gì, tại vì đợt người ta làm mồ hôi nước mắt nhiều khi cực khổ đi. Đồng tiền của mình làm, mình muốn lấy bị càng nhiều càng tốt. Mình lách được cái nào thì mình lách. Tại vì luật pháp nhiều khi nó cũng có kẻ hở. Ngay cả tụi sở thuế INS của Mỹ nó biết là cái bên cái lĩnh vực ngành nail đó là họ làm họ trốn thuế. Ông nhà ông chính phủ ông biết chứ không phải là ông biết, ông hiểu được, ông cũng để ý lắm, nhưng mà ông quán xuyến được bao nhiêu thì ông quán xuyến thôi. Cái nào mà ông lãnh ông kiềm chế thì cũng kiềm chế, còn không thì ông cứ để như vậy, tại vì nó cũng tác động trong vấn đề kinh tế, công ăn việc làm và đời sống cái ngành lĩnh vực đó. Nếu mà ông đánh mạnh quá thì cái ngành đó nó sẽ bị gọi là gặp khó khăn Bởi chứ gì thôi. nói cho bạn Trâm Anh nghe nè, nói thật với bạn, những cái gì mà bạn chia sẻ, nói thật với bạn nha, bạn không hiểu về Việt Nam cả. Bạn mới mới nếu mà bạn là ở sống người trong nước là càng trách hơn bạn. Nếu bạn sống ngoài nước thì mình có thể thông cảm với bạn, chứ bạn còn sống trong nước bạn comment theo kiểu này thì bạn chả hiểu về về đất nước Việt Nam này. Bây giờ nè, mình nói theo ý bạn luôn, bạn nói bệnh tật tràn lan đúng không? Nguyên do bệnh tật này do đâu? Bạn đừng nói là ăn đồ tàu nha, đừng nói đồ độc nha. Xin lỗi bạn, cái gì nó cũng phải có một cái thời gian tích tụ đúng không? Bạn nói bệnh bệnh tật, bạn nhớ thời cha mẹ của bạn đó, xem đi, thời đó có uống thuốc hay là có trị bệnh hay là kiểm tra sức khỏe hàng tháng hàng quý hay không, thì đến bây giờ thời điểm này giờ nó bùng phát bệnh đó là chuyện bình thường. Tại sao thời đó nói thật anh lại mình biết không, cái thời cục đó hả, viên thuốc mua còn khó để đừng nói ở đi khám bệnh. Nên ở đây bạn không có hiểu, bạn không hiểu gì về Việt Nam đúng không? Nên Nói chung trên thì thương hệ nữa là chiếc hệ lụy của xã hội không có ở Mỹ, quốc gia nào mà nó hoàn hảo đương cả. nhiên Cái vấn đề là hồn ai nấy dữ, làm ăn kinh doanh đồ cũng vậy. Bây hiện giờ có nhiều người đem Việt Nam ra phê đây là phán đang thế sử này dụng. thế nọ. Việt Nam mình bây giờ nó không còn là một cái quốc gia gọi là một mình đơn phương nữa. Việt Nam mình với cộng đồng quốc tế bây giờ là gọi là hòa hợp với nhau để đặng mà vươn lên thôi. Cho nên cái lĩnh vực mà xã hội nan đề rồi nó khắp mọi nơi, mình ngồi mình chia sẻ ra mình thấy ở Việt Nam thì cũng có người tốt người xấu, ở Mỹ cũng vậy thôi, xã hội Mỹ cũng vậy, thằng nào có tiền mạnh gì gạo bão gì tiền, Nên nói thằng nào có tiền. ở đây thì em hơi ngắt lời anh chút để em quay về cái chuyện cũ chút xíu nha. Nếu mà nói vậy đó
thì bây giờ Việt Nam không có uy tín ở trên thương trường quốc tế, ai cho mượn tiền, đúng không? Em nói anh á, là Đúng kiểu rồi. thời ông Thiệu đi Ừ. qua bên thời điểm đó là ai là giàu, đúng không? Ổng qua bên các nước Ả Rập vay tiền, nhưng người ta có cho mượn không? Đó, điển hình rất rõ ràng. Ừ. Còn bây giờ sao? Việt Nam bây giờ có những nước người ta cho Việt Nam mượn tiền, Việt Nam còn chưa mượn. Nó cầm tiền vô Việt Ủa Nam nó đang nỉ mà cho mượn luôn á. Nó nỉ cho được. là Như các bạn thấy cái đấy. bốt ODA đó. Nói thật các bạn Trâm Anh này, bạn nói bạn dòng do hết chuyện này qua chuyện kia đúng không? Bạn xem Nó phờ Trường nó Sa Hoàng Sa có mất thêm một miếng nào nữa hay không? Thì lúc đó bạn hãy nói. Còn cái chuyện mà tranh chấp, đã dùng biển tranh chấp rồi, thì đã tranh chấp thì nó vẫn nhiều vấn đề phát sinh. Bạn không hiểu thì tốt nhất bạn đừng comment nhiều. Vậy thôi. nói chung thì bây giờ xã hội mà nào khôn nhờ dạy khôn nhờ thì giải chịu khôn nhờ giải chịu thôi, chứ mình ngồi đó cứ phê phán rồi tại sao ông chính quyền này ông làm vậy, ông chính quyền kia Đúng rồi. không làm kia, thì nó theo như tôi thấy được nó không có chuyện trên đời này, nó không có như mơ, nó giống phải giống như là một cái thiên đàng mà mình đang tưởng tượng đâu. Mình đòi 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 không bao giờ ngay cả, nhưng có nhiều khi có những người người ta ở Mỹ người ta cũng có những người đời sống họ gặp khó khăn, cũng có những người người ta gặp thành công, mà cũng có những người đến Mỹ người ta thất bại, cho nên nó cũng muôn màu muôn mặt. Việt Đúng rồi. Nam cũng vậy, cũng có nhiều nhiều ông Việt kiều đi về Việt Nam xách đô la về cũng dân vô dách, có nhiều ông xách về thì lại thành công, cho nên nó là lĩnh vực cái thương trường mà. Chứ đâu phải nghĩ là mình về Việt Nam là mình lúc nào là mình cũng ăn trên đầu trên chót hay là thế này thế nọ đâu, Em nó muôn màu. điều đầu tiên khi mà về Việt Nam đầu tư là tốt nhất anh tuân thủ về luật pháp và anh nghiên cứu kỹ Đúng, cái ngành phải nghề phải hiểu của. biết về pháp luật. Đúng rồi. Chứ còn anh về anh chưa gì mà anh tin vào một dội một cái người nào á mà dễ dời. Em nói thật anh á, nếu anh không khéo á là anh Dân nhiều đi Đức ngay. ừ, văn như vách Tại đấy, vì thì sao anh biết nói là với anh không hiểu Bình 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 Dương đặc thù địa lý, đặc thù kinh tế, thấy không? Luật pháp, rồi kể cả cái tính tình của cái người dân Việt Nam, cái người dân lao động Việt Nam ra sao mình phải đúng hiểu. đúng chính xác chính xác, mình phải biết, mình phải, ông bà mình có câu và gì thiên thời địa lợi, Nhân các hòa. bạn thấy thiên thời địa lợi mà thiên hòa cái gì cũng vậy, mình phải Em biết nói cái thời điểm mà. ở đây em chia sẻ với anh ha. Ngày đầu tiên em đi làm một công ty, ông này cũng Việt kiều từ Mỹ về, vào khu chế xuất Tân Thuận mướn một khu đất đó 25 năm đặt một công ty sản xuất kim hoàn. Em nói thời điểm năm 2000 đó, ổng là một cái công ty đầu tiên tại Việt Nam đầu tư công nghệ tiên tiến nhất tại Việt Nam để sản xuất vàng. Lúc đó anh biết là xuất qua Hồng Kông nè, xuất qua Pháp nè. Bây giờ anh vào trong nè, anh chị nào ở bên Mỹ nha, ở phố Bonsa nha, đi vào trong khu thương xá Phước Lộc Thọ, nhìn cái hệ thống tiệm vàng của Kim Phát nha, với hiệu vàng KB Jewelry đó, là công ty làm tại Việt Nam và em là người làm trong đó. Em nói anh á, em ngồi với ông đó, ông từng ngồi ông khóc, ông nói có những thời điểm mà ổng mang tiếng ông Việt kiều, có những thời điểm mà ổng kẹt vốn, ổng không có đến 200 đô la trong người. Em nói em là làm việc với ổng là đến 5 năm, đến năm 2006 em mới nghỉ đó. Wow. Đó. Nói là thương trường là chiến trường mà, nói chung làm ăn bây giờ thời buổi giờ tại sao cái cộng đồng quốc tế ngay cả có thằng Mỹ trong đó nó kéo nhau nó qua Việt Nam nó làm Em ăn, nói rồi, các bạn thấy rồi Singapore hẳn treo bên đấy thêm được. một ông anh nữa, ông về đây nhà em tại quận 2, ổng cũng về quận 2 này, ổng thuê công ty, ổng làm đến ngày hôm nay. Anh biết một cái viên đá, ổng mua một viên đá phôi thôi của Trung Quốc thôi, ổng về Việt Nam ổng mài tính ra tiền Việt á, anh biết chỉ có bao nhiêu tiền không? Chỉ có 4.000 đồng tiền Việt Nam. Ổng sang Mỹ ổng bán cái viên đó 35 đô một viên, mà trung bình mỗi một năm như vậy ổng xuất qua bển khoảng tầm độ 20.000 viên như thế, thì anh nghĩ đi ổng kiếm bao Quá nhiêu tiền. Mà em nói quá đã hay quá ông đó ổng tính đến mức độ gì luôn nè. Ổng qua bên đó ổng đi, ha. ổng là đích thân ổng đi, ổng bỏ từng cái tiệm nhỏ các tiểu bang, ổng thuê một con xe, Quá. ổng đi một vòng hết 52 cái tiểu bang ổng quay về, chứ ổng không lấy xe nhà đi. Ổng tính đến mức độ đó anh, Quá. thì anh cứ nghĩ đi, thì ổng một năm ổng kiếm bao nhiêu tiền. Mà ở đây em nói anh nha, nếu mà tính ra ổng chả tốn tiền thuế ở Việt Nam, ổng chỉ tốn tiền thuế là công ty của ổng là
bao nhiêu đó, ông thế thế môn bài nha, rồi thế thu nhập nha, rồi tất cả mọi cái, những cái thế sức kia em nói toàn là đi chui cả làm ăn gì hay tham đó. hay 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 tham Em nói hay tham nha, đó nên cái vấn đề những người kia là không hiểu. nói đúng là chung đúng là thì thiên thời địa đúng lợi là khu Phước Lộc Thọ mình đủ, làm nhưng trong ăn đó có mấy cái tiệm vàng vào Kim Kim Phát với lại KB, đó là trong đó có hai cái cửa hàng trong đó đó. Đó là ông đó ông về Việt Nam ông mở đó. Em nói anh á là ổng giàu trong cái khu, ổng có thằng con ổng từ bên Mỹ về Việt Nam, khu mua trong Phú Mỹ Hưng 4 triệu rưỡi đô ngôi nhà, Wow. ổng cất mua đất xong rồi cất nhà lên 4 triệu rưỡi Đã mà anh tính. bởi vì làm ăn mà thương trường mà. Nói chung với lại Bình Dương, những người mà người ta dân biết làm ăn kinh doanh, người ta nhìn cái mô hình xã hội đồ vấn nạn đồ đó nó rất là thông thoáng, Đúng rồi anh Trung Anh, nó cái đó là bán lậu chính xác luôn, có nghĩa là ông đi ông bán sang tay ông lấy tiền mặt. Em nói anh quá đã. ông đi, ông hỏi Thương thằng trường ông là đi chiến như vậy, ông trường. đi hai người, ông mang theo hai cái vali và ông mang 4 cây súng, còn vali của ông là ngoài cái khóa mã số nha, rồi ông còn xích bên ngoài nha, rồi ông còn lên xe rồi ông xích vào trong xe nữa, ông phải chế cái khóa để mà ông chống trường hợp cướp nữa mà. Em nói anh đó, Làm ăn còn ổng á nói em nói chung anh, rồi có một cái lần đó ổng ổng cũng nói chung khúc lúc em làm về kỹ thuật mà nên là về ổng hay chia sẻ, ổng nói có một lần đó ổng đi thì nói chung ổng vào casino ổng đánh thua hết bao nhiêu tiền nữa, nhưng mà ổng sợ về nhà vợ ổng ấy, ổng còn phải mướn thằng Mễ bắn vào đùi ổng dàn cảnh là vụ cướp để về cho vợ ổng không bị ấy nữa mà. Em nói anh đến mức độ chiều em ông nói chịu chơi quá ha. trời ơi, em nói ông đó hả, ổng kể là cái gì ổng cũng có làm. Em nói anh á, mang vàng nè, mang vàng từ Mỹ về thì anh biết cái vàng mà vàng gọi là cái vàng nguyên liệu á, có nghĩa là nó là vàng thô á. Anh biết ông làm sao, ông đổ thành một cái thỏi nhỏ nhỏ như thế này nè, ông gắn bên trên cái dây nịt á, thì cái miếng Wow. vàng anh biết, anh nhìn nếu mà chỉ trong nghề thì anh mới biết thôi. Ông đi ngang máy soi ông lột dây nịt đó ông bỏ xuống, rồi ông đi mang xong ông mang sợi dây nịt lên lại ông đi qua, ông trọt được Wow. 2 chuyến ông mang về gần 4 kg vàng anh tính đi. Đó. Hay ha. Thế em kể cho anh nghe. Ừ. Chứ ổng mà để mở dây nịch ra thì ok. Vàng Nhưng thì mà mình ông đi đi. được chỉ có 2 lần thôi, ông không dám đi nữa, tại vì có người tư vấn cho ổng, có người tư vấn cho ổng. Đó, chứ không phải là nói Đúng rồi, em là người người ta nói làm. ăn ham ăn thì nó tất bụng thôi, Đó. đủ rồi đủ vốn rồi, Đúng ham đúng ăn thì rồi, nó anh tất bụng, bồ. tham tham mà làm ăn mà. Bởi vì những người như vậy chơi Bình Dương thấy người ta làm bước ra thương trường, người ta lên bờ xuống ruộng, người ta gặp những cái mà sóng gió như vậy đó, khi mà người ta hòa đồng với lại một cái xã hội như Việt Nam Đúng rồi, người ta bắn vào thông chân nó cảm, thanh phong ở Mỹ cũng vậy bắn nữa, đùi chết người ta thông đùi chết cảm, người ta cảm thông. Chứ họ không có kiểu mà lên trên mạng rồi xuyên tạc rồi ngồi đó chống phá. Tại vì một con người mà biết bước vào cái thương trường làm ăn mà người ta đã bị đấm đá như thế này, thế nọ, thế kia thì người ta có cái sự từng trải và cái kinh nghiệm. Tại sao mà Phạm Nhật Vượng mà về Việt Nam cũng là một Việt kiều đó. Phạm Nhật Vượng bây giờ là một trở thành một tỷ phú đô la nổi tiếng của nước Việt Nam mình mà báo Mỹ nó còn lên tiếng mà. Các bạn thấy chứ. người ta cũng đã từng trải qua. Em nói anh á, em nói anh riêng cái ngành nào, riêng ngành vàng nha, nếu mà vào qua Việt Nam mình á, những người mà Mỹ mở tiệm vàng em đảm bảo với anh ít lắm cũng khoảng 50% tìm cách để trốn thuế. Ví dụ chẳng hạn như những cái viên mà đá như mới nãy em nói, nó gọi là đá qubit đó, có nghĩa là đá nhân tạo thôi đó, đá nó gọi là kim cương nhân tạo. Nói chung làm ăn thương trường nó là chiến trường mà mình phải biết khôn khéo mà phải biết lòn lách chứ, Nên nên nói nhưng mà người mình đừng có ma lanh quá, nha. đừng có ma lanh quá thì thôi. Sống thì phải biết người biết ta, ông bà mình có câu là như vậy, biết người biết ta, chứ cái gì mà mình cũng chống đối, mình tỏ vẻ giống như là mình ta đây rồi, trung tâm của vũ trụ là chết. Bước ra thương trường mà mình làm giống như mình ta đây là một cõi là coi như là tiêu. Em nói ông đó ông đi ông có rất là hay, ông là ông đi mua, ông về Việt Nam ông mở công ty xong ông đi qua Ấn Độ ông nhập đá phôi kim cương từ Ấn Độ về Việt Nam bắt đầu cho mài Wow. mài Việt Nam. Anh biết là
riêng cái người công nhân mày á, ổng không có đòi hỏi cái thời gian mày, ổng nói là có thể là mày 3 4 ngày ra một viên kim cương cũng được Ừ, đó em. hay ha. À, nhưng mà cuối cùng ra những viên kim cương đó, anh biết cái giá thành nó đạt đến mức độ nào. Quá đã, bởi Có làm nghĩa ăn vậy mới ngon. mang khi ổng mang những viên kim cương đó, ổng xuất về, tại vì ổng ở quota nhập tái xuất mà, thì ổng mang những Ừ. cương đó đi về Mỹ và giám định ở bên cái kim cương của gia là quốc tế đó, mà là mang cái license giống như anh nói đó, là cái đưa qua đó Ừ. rồi ổng tốn thêm cái tiền kiểm định đó, rồi bắt đầu trở nên viên kim cương quốc tế. Em Wow. nói anh á, ổng 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 tính đến mức độ đó luôn. Hay à, Nha. bởi vì làm ăn mình phải bước vào thương trường, mình phải thông thạo và hiểu biết Nên em được nói cái là những thương người trường và ít cái nhiều cuộc chơi. hiểu biết, chứ đừng có vội vàng mà về Việt Nam mà làm ăn mà theo cái kiểu ấy thì khó lắm. Em nói ở Việt Nam nó rất là dễ làm ăn nhưng nó cũng rất dễ dàng bị. Ở Mỹ nói chung ở đâu cũng vậy, nhưng mà bên Việt Nam tại vì cái lợi thế của cái người mà kiều bào họ về đó là cái họ có cái lợi thế là đồng ngoại tệ thôi, chứ ở Mỹ bây giờ Bình Dương làm ra cái đồng đô la đó, làm Mỹ chi phí ở Mỹ thì nó cũng đâu vô đó, cũng tất tần tật, cũng chật vật thôi. Còn ở Việt Nam mình đem cái đồng tiền đó mình về Việt Nam, mình được cái lợi thế là ở Việt Nam nó quá mạnh đi, cái đồng tiền đó, cái lợi thế của mình được mạnh, cho nên mình có về cái nguồn tài chánh nó dồi dào như vậy, mà mình biết làm ăn đúng 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 kịp thời, đúng cái thời điểm đó, thì nó rất là tốt. Còn mà làm mà lương lẹo mà cái kiểu mà mình ta đây quá thì dân nó dắt thôi, nó đó là chuyện bình thường, giống như hồi xưa những cái thời gian đầu ông, tôi nói anh chị các bạn, ông Trần Trường đó, ông cầm gì 300.000 đô về Việt Nam là các bạn biết ông dân dân trái túi tới nỗi mà chạy về Mỹ còn cái quần tà lỏn thôi, chứ bạn biết là không còn cái tiền để làm chạy về Mỹ luôn, mà phải lên cộng đồng mạng xin xin tiền trên cộng đồng mạng để đặng mà người ta cho đó là ổng đi, đặng ổng đi về. Các bạn thấy khủng khiếp không? Làm ăn mà cũng có, bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều người kiều bào về, người ta thành công, người ta thành đạt, người ta mở công ty, người ta làm ăn đủ mọi cách hết. Nhưng có những người người ta làm nông nghiệp, người ta sản xuất, người ta kinh doanh về những cái lĩnh vực nông nghiệp, họ thành đạt, họ thành À, công, thương trường thì mà. em nói anh đơn giản giống như như anh nói thôi đó, cỡ 300.000 đó mà mang về gặp anh Lợi Minh lên Bảo Lộc anh tư vấn cho ông phát, trời Oh đất ơi ông nhịp man, nhịp trò đúng oh không anh? man, Bình Dương biết 300.000 đô, cái này là khoảng cũng khoảng 20 năm rồi đó, chứ không phải ít đâu, cũng khoảng ổng đi về trước anh lúc đó là cũng cũng gần chứ mười mười mấy, cũng gần 20 năm rồi đó, chứ không phải ít đâu. Cái thời đó 300.000 đô là phải là nhỏ. Bình Dương nghĩ đi, mà ý là anh về năm 2009 mà anh thấy anh còn mê mê luôn, mà Thời điểm đó nhìn là vẫn còn là đất thời điểm đó đai. vẫn còn thời điểm sốt mà. Nên Ừ, năm 2009, năm 2008 là kinh tế bên Mỹ nó sụm tới năm 2009 anh thấy thấy rầu rồi, là thấy thôi giọt. ở Việt Nam nói chung là vẫn còn cơ hội làm ăn rất nhiều, quan trọng nhất làm vào cái thời điểm gì nó thích hợp với cái ngành nghề nào. Chứ giống như em nói anh đó, bây giờ ở Việt Nam mà kể cả mở quán cà phê như vậy, nếu anh mở mà một cái quán cà phê nhỏ nhỏ thì gọi là kiếm sống qua ngày. Còn anh mà muốn để mà làm gọi là bán cà phê làm giàu nha, anh mở một anh đầu tư một quán cà phê độ tầm khoảng từ 3 tỷ rưỡi đến 4 tỷ nha. Em nói anh chỉ trong vòng khoảng độ khoảng 1 năm rưỡi thôi, anh thu hồi vốn. Em nói cái Đúng. hệ thống cà phê Đà Lạt phố, mỗi một cái quán cà phê nó đầu tư khoảng độ tầm 2 tỷ rưỡi. Mà anh biết là từ năm 2014 đến bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh hiện tại là như nó tới 7 cái quán như thế. Mà anh biết 1 tháng nó thu nhập bình quân là bao nhiêu? Em nói anh á, Quá thằng đã. đó coi như là bây giờ nó là một cái hệ thống cà phê Đà Lạt phố ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh này nè, là em nói là số 1 ở thành phố Hồ Chí Minh. Đà Lạt phố như nghe cái tên quen quen ta. Đà Lạt phố ở để Nghe coi cái như tên quen thật đó, quen. như em anh có đi chưa ta? Chưa 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 nhưng mà chưa. anh về đi đi Đà Lạt phố Nghe tên quen quen. nè. Tại anh có một người người quen, họ bán cà phê, anh có ghé đó ăn một lần. Nhỏ này nó bán lên Sài Gòn, nó bán đắt giá mang lên Hồ Chí Minh đó. Nó bán mà tới nỗi mà nó mở đâu mấy cái cửa tiệm, nó làm nó giàu, nó cất mấy cái biệt thự. Em nói đơn giản thôi, bây Nhận. giờ ví dụ như bây giờ như năm khoảng năm 2010 thì các anh chị nào mà nuôi nuôi bò sữa thì đem đi bán sữa bò còn không ai mua, đúng không? Còn là tức giận đổ ra ngoài đường. Em nói bây giờ sữa không có đủ để mà bán. Tại vì sao? Anh thấy cái nguồn
tiêu thụ sữa ngày hôm nay nó rất là lớn rồi, cộng với lại anh biết bây giờ á, những cái tuổi teen á, uống trà sữa mà gọi là không phải trà sữa nữa mà gọi là sữa tươi đường đen, anh biết một cái bình sữa tươi đó là nó rơi độ khoảng là 39 ngàn một lít, mà anh nghĩ bán một ly như vậy là 20 ngàn, mà một bình nó bán được 4 ly, thì anh thấy đi Wow, quá đã đó. Thì anh nghĩ đi, trong ha. một ngày Bởi á, trong một ngày, làm ăn trong một ngày á, một cái xe nhỏ bình thường đầu tư chả có gì, em nói đầu tư vốn mà chưa đến 1 triệu mà anh bán một ngày độ trung bình thôi, anh có khoảng là 50 ly thôi. Anh thấy là kiếm bao nhiêu tiền quá đã đã, có những chỗ bởi vì anh làm một ăn ngày bán 200 ly, anh tính thì 20 ngàn một ly mấy. đó, anh tính nhẩm thôi, cái con số rất ư dễ tính, mà em nói anh nó có những chỗ bán không kịp luôn Wow. đó. Làm ăn thấy mê là chỗ đó, Cái làm đó ăn cái thì gì mình cái đó đó ra em nói anh, cái đó em đảm bảo với anh 95% không bao giờ có đóng thuế. người ta nói bán nước á, thì ở tù mà bây giờ có nhiều người bán nước là Em nói anh, nên bây giờ giàu. bán sữa, Cái nghề bán nước á, bây giờ á, nè em nói cái câu này, nghề bán nước trong Việt Nam hiện nay ai á ở Việt Nam hơi bị là ngon biết luôn à. Sữa tươi trân châu đường đen, em nói kể cả đến cỡ em này em còn thích uống nữa, đừng nói chi mấy đứa nhỏ. Thứ á. Wow, hay ha. nhất là nó dễ uống, Đây. mà trong đó anh biết đâu có gì đâu, cái nguyên liệu chính đó là sữa, cái thứ hai nữa là bột năng làm lên cái viên trân châu, nấu với cái đường mà gọi là mình ở quê mà cái đường cát mà nó vàng vàng anh Lệ Minh đó, mình nấu cái đường đó thì ra cái viên trân châu nó hơi đen đen, nó ngã vàng vàng, rồi cứ đổ sữa tươi vô vậy là xong thôi, chả có Wow, hay gì, ha. một ly Tại 20 vì khi ngàn. mình sống ở cái Việt Nam mình á, mình sống ở cái vùng nhiệt đới, cho nên về vấn đề mà bán mà nước đồ á, mà gặp cái thời điểm mà cái địa lý, cái mặt tiền của mình mà có ngon lành á, bán ngon lắm. Em Em nói thấy cái bây người giờ nông dân của quá. Việt, cái người nông dân ví dụ như bây giờ trồng cam đi, cam sành ngày trước á, những cái trái mà nhỏ nhỏ mà tầm khoảng độ tầm cỡ lớn hơn trái chanh chút nha, mà nó rụng á, em nói chỉ bỏ thôi, bây giờ cái chuyện không bao giờ có bỏ đâu anh, bây giờ bán những cái đó đó 7.000 ký, mà anh nghĩ đi, một Wow. 7.000 một ký mà một ly nước cam họ bán ra 10.000 một ly, một ký đó bèo gì Wow. á họ làm ra được Đã 3 ly, thì anh nghĩ đi 7.000 một ký ha. cam mà anh dắt ra được 3 ly nước anh bán 30 ngàn thì anh thấy lời bao nhiêu đó, đơn giản vậy thôi. Nên ở Việt Nam mình nếu mà gọi là để mà rất nhiều, tại sao cái người trung bình, tại có những người người ta không nói, tại người ta làm ăn được, người ta đâu có nói làm chi, người ta đóng một cái xe Đúng rồi. 300 ngàn, đầu Đúng tư rồi. thêm một cái máy ép khoảng độ 200 ngàn nữa, rồi bắt đầu cứ mỗi buổi sáng đẩy ra ngoài đường ta ngồi thôi, từ đó tới chiều ta đem về. Nói chung là thương trường là chiến trường mà mình phải biết phấn đấu, phải biết Đúng rồi cập đó, nhật chắc hồ thêm phải chút sữa nữa. phải biết tìm hiểu và mình phải biết thích nghi với là cái môi trường Em nói đó là để gọi đặt là người làm dân làm những cái việc kinh doanh nhỏ lẻ thôi đó, nhưng mà những kinh doanh nhỏ lẻ anh ăn. nghĩ ở đâu có thuế, mà nhà nước chả lẽ đi đánh thuế những người đó. Tiểu tiểu thương Việt Nam là coi như là việc được ưu đãi nhiều nhất, với lại bên ngành nông nghiệp được ưu đãi dã man luôn, được ưu đãi coi như là 100%, không có lấy thuế gì, là nhiều khi mà đất đai mà lên giá coi như là mình hốt bạc luôn, Nha. ngồi trên đống bạc. Các bạn Nên thấy cái những vấn đề em nói ở Việt Nam mình nó nhìn ở góc độ lạc quan, có rất nhiều cái để lạc quan. nhiều lắm chứ, nhiều anh về anh thấy nhiều lắm, rất là ngon. Bởi vì làm ăn mà hồi xưa lúc mà anh về thì có nhiều người họ nói mày khùng, lúc đó bỏ ra mua miếng đất 65.000 đô, ai cũng nói mày khùng, không mà tự nhiên bỏ về Việt Nam mua miếng đất mà đi vô trong tú, ở trong mà lúc đó Bảo Lộc còn là thị xã, đường thì đất, các bạn biết đường đất mà đất mà nó chạy đất đỏ Ba Giang mà nó trơn, tôi xây xe 7 chỗ nó đi, nó chở vô nó chạy cà còng mà nó chọt, mà nó hàng đó nó lái dỗi dễ sợ, nó chạy mà mình vô mình thấy wow, miếng đất quá đã, có 3 cái ao rồi có suối rồi núi rừng phong thủy rất là đẹp Vậy lộng bởi nói tức lẫy. lê em thích đó, em lên Sài Gòn, còn nếu mà em ở đâu, em ở quê đúng không, anh chỉ em làm không chừng em làm chừng tầm 6 tháng thôi em quay lại, em gọi là em đền ơn anh chỉ cho em làm nếu em không phải là ở thành phố Hồ Chí Minh nha, anh nói cho em.
Một đêm đây là ở trước cửa ngõ, anh biết là ở trước cửa ngõ nhà em nè. Con nhỏ đó nó đầu tư một cái xe ra, một đêm nó bán trung bình á, là khoảng 6 70 ly. Thì anh nghĩ đi, hai Wow. 6 70 ly là ra bao nhiêu tiền? Thì em nói rồi, 1 lít sữa bán được 4 4 ly đó. Đó, anh ngồi anh tính nhẩm thôi, một đêm hả nó bỏ túi nhiêu tiền. Chào anh mà. Ngon ha. Đó. Ngon. Nên tưng lên. Anh về anh thấy đời sống có nhiều người người ta biết lo làm ăn á, họ thành họ ăn nên làm ra lắm. Anh về anh thấy có nhiều người dân ở cái vùng quê má anh, quê ngoại anh đó, ở Mỹ Tho đó. Anh về đó anh thấy có nhiều người họ chỉ bán chiều cái bắt đầu dọn hai mẹ con dọn xe bánh canh ra bán vậy đó, mà cất nhà cất cửa lo cho con cái ăn Dạ học, đúng anh. có nhà sắm sắm xe sắm cộ. Mà anh tô bánh canh nhiêu có 12.000 à, 10 12.000 à, mà bán gì đó một một các bạn biết kiếm tiền triệu một đêm như vậy, quá chừng bán đắt khủng khiếp luôn. Người ta lại người ta ăn người đứng đó mình thấy mà thấy, thấy ham luôn chứ. Bởi vì làm ăn cái gì cũng vậy, mình phải biết kiên trì và phải biết chịu khó. Mà mới ra làm ăn mà giờ chưa gì hết mà cứ lo ham chơi, mà lo bằng anh bằng chị là tiêu dăng vô dách. Cứ mới ra là muốn bằng người này bằng người kia, chưa bằng ai hết mà bắt đầu là mà lóc chóc rồi là mà là tiêu. Ủa hình như ba que chóng này ở bên bên Mỹ mà Đúng phải rồi, vợ không? Phải ở bên Mỹ anh. không? Thôi gán làm bên Mỹ đi kiếm số vốn về về Việt Nam đi ba que chóng rồi. Chứ tôi thấy ở bên Mỹ bạn bạn làm cỡ nào làm hình như cái này bạn của Trung Vũ thì phải. Làm tôi thấy cái làm như đâu nó cũng vô đó là kêu cố gắng hà tặng hà tiện để dành kiếm số vốn về Việt Nam, về Việt Nam rồi đầu tư. Tôi nói như bà con kiều bào về Việt Nam á, về bển cứ mua đất mua nhà mua cửa là ngon. Mua đất tôi nói là mua đất, cứ mua đất ruộng đất vườn mua, nhưng mà trước hết làm cái đó là phải có công dân Việt Nam, phải có thường trú nhân, còn không thì chỉ mua được căn hộ giống như Na Lành Phạm thôi. Nếu mua căn hộ thì uổng, mua căn hộ đầu tư không ngon. Các anh chị các bạn biết bây giờ tôi lên mạng tôi coi nhiều chỗ tôi thấy ham lắm, mà tại giờ có mình là mình làm không có ai quán xuyến nổi nổi không. 2 hecta đất ở ngoài Bảo Lộc một mình tôi quán xuyến bao nhiêu năm nay vất vả rồi. Tôi thấy giờ phải mướn quản gia mấy năm nay mình phải làm, tôi thấy nó nuôi nó thì cũng ngon lắm chứ không phải giỡn. Ngay cả cái người làm của tôi làm cho tôi có 5 năm thôi mà hai chồng kiếm được 600 triệu về cất nhà cất cửa. Nè Các bạn thấy là Tuấn Lê, nếu bạn ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không, bạn ở ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai với lại cái đó là trước cửa nhà Quá Thanh Niên đúng không, bạn bạn nếu bạn ở chỗ đó, hai bên có một cái quán cà phê rất là lớn, bên kia cũng là quán cà phê, bên đây là con gà trống, bên kia là nhà Quá Thanh Niên, bạn bán ở chỗ nào? Xích bên kia là Hồ Rùa thì bạn bán ở điểm nào, bạn nói với mình đi. Nếu mà bạn ngay ngay cái địa điểm đó mà bạn nói bạn bán ế, là thứ nhất bạn bán nó dở, bạn mới bán ế. Còn riêng hầu con rùa buổi tối họ người dân họ đi, những cặp trôi trôi họ đi như thế nào bạn cũng biết rồi đúng chưa? Nên, nên nếu mà bạn bán ế thì bạn coi lại cái cách pha chế của mình, đơn giản vậy thôi. anh nghĩ miếng Đúng này nó rồi, Phạm Ngọc Thạch, xạo Bình Dương. ngã tư Phạm Ngọc Thạch với Nguyễn Thị Minh Khai thì mình tả về bạn biết rồi đúng không? Một bên là con gà trống, một bên là nhà Quá Thanh Niên, bên đây là một quán cà phê, trước đó là cái gì đó, sau lưng một quán cà phê gần Hồ Rùa. Tại vì những người mà làm ăn mà buôn bán nhỏ lẻ như vậy á, người ta cầu tiến người ta lo làm ăn chứ lắm, chứ không phải leo lên mạng bạn Facebook. bạn nếu vậy thì bạn sống ở đó, ở mà cái quận nhất rồi đúng không, thì vấn đề đó là bạn thừa biết là bạn như thế nào rồi, mà bạn còn còn cảm thấy không hài lòng nữa thì mình không hiểu là bạn suy nghĩ sao trong đầu. Bạn bán vậy bạn có đóng thuế không? Nên, nên ở đây em nói anh, nó có một số người người ta nhìn ra được sự việc, nhưng mà đôi lúc nhiều khi là nhìn người khác buôn bán ganh ghét rồi nó nhiều thứ, rồi từ chỗ đó rồi có những cái nhìn nó tiêu cực thôi. Chứ thật sự anh nhìn ở Việt Nam nhìn cái vấn đề tích cực đầy có cửa cơ hội làm ăn. Nói chung nó mua màu mua mặt cái Bình Dạ. Dương, ngay cả mấy cháu anh nói ngay cả người trong nhà anh
anh không nói đâu xa, có những đứa nó chịu khó nó làm ăn nó thành đạt, có những đứa nó lo ham chơi không, mình nói nó cỡ nào cũng vậy, nó lo đi ham chơi tối ngày không chịu lo làm ăn mà cứ ra ngoài đó trời cứ chạy đua theo bạn bè. Anh mới có thằng cháu đó, nó ra vào đó nó chơi đua bạn bè, nó lấy cái chai xịt thuốc cay đó nó xịt vô mặt cái công an, nó bị bắt bỏ tù rồi. Anh nói cho mày chết mày luôn đi, anh nói đi cho con đi, đi chết luôn đi con, đừng có gọi bác nha, nó con của thằng em anh nó đáng đời, anh nói đáng đời, nó quậy quá mà làm ăn mới có 18 tuổi mà nó quậy như vậy rồi đó, mà không có chịu lo làm ăn ham chơi không à. Cha mẹ thì làm để lại có tiền có của rồi, thành ra bây giờ xã hội bây giờ nhiều khi nó muôn màu muôn mặt à. Có anh Trần Siêu muốn lên hả? Anh Trần Siêu như thấy anh Trần Siêu ok kìa. Tại anh tính anh chia sẻ xíu nữa em ốp luôn, tại cũng 1 giờ rồi. Anh Siêu ơi, anh Siêu ơi, Thôi vậy là hẹn thứ năm đi, thứ bảy anh Siêu ơi, chắc em chút một giờ giờ mấy xíu, rồi, 1 giờ mấy rồi, giờ một thôi mấy cũng muộn rồi, anh để Siêu thông cảm xíu. ok thôi 1 mấy anh cũng để Bình Dương nghỉ đi, thì Dạ cái rồi, ok. chuyện nói chung xã hội mà nó muôn màu muôn mặt Dạ. ở đâu nó cũng vậy, bây giờ ai cũng phải cố gắng lo làm ăn thôi. Thì Lại Minh cũng kêu gọi các bà con kiều bào có cái cơ hội có cái đồng vốn mình về Việt Nam mình, thứ nhất là ít nước lợ nhà, mình vừa đầu tư vào đó mình tạo công ăn việc làm cho người này người nọ, sau này mình cũng có cái nơi để mình về. Ok thôi chào anh chị em các bạn, bye Rồi nè bạn bye. Tuấn Lê nè, vào học hỏi bạn Kim Quyên Nguyễn nè, thấy chưa, người ta bán nước ở khu công nghiệp thôi, bán cà phê chỉ có 4k một ly nè, bán từ 3 giờ đóng mà bán được 1,5 triệu đó, thấy không Tuấn Lê nè, vô học hỏi Wow. đi đó, thấy chưa À, có người đó. ta ăn nên làm ra, người ta thật tình, người ta chia sẻ. Còn cái người mà như Tuấn Lê gì nó không, cái kiểu mà nó chia sẻ kiểu đó là không có thật thà. Không có thật thà. Cái người ta thật thà, người ta chia sẻ mình thấy nó, Mà người trong ta lúc khi nào cũng khích anh thấy lệ. ở quận Tân Bình là cái khu công nghiệp Tân Bình á, là gần đường Trường Chinh á, cái cổng ngoài là Trường Chinh á, mà thấy họ làm vậy thôi, còn cái bạn kia nó ở quận 1 mà ngay chỗ đó là anh biết buổi tối là không khi nào vắng người, mà bạn nói là bạn không bán được, Wow. thì thứ nhất là bạn xem lại cái cách bạn bán có ngon hay không, người ta không uống, hoặc là nhiều khi người ta thấy nhìn mặt bạn thấy ghét rồi, đúng không, còn tối ôm cái điện thoại cúi đầu gió đi lang thang lên ba cái mạng, cái tụi mà chống cộng thì đương nhiên bạn bán ế thì đúng rồi, nhiều khi nó biết bạn nó tẩy chay bạn thôi đấy. Bởi vì làm ăn mình phải có cái đức nữa, mình phải có cái đức cái hạnh trong đó nữa, mình phải Đó. tiếp khách của mình cũng phải hòa nhã với người ta, như trong lĩnh vực mà buôn bán nước đồ này nọ. Chà con bao que đó đẹp rồi nha. Em lại Gì nó giờ nó lại nó cứ leo lên nó đòi nó đứng nè, nó không chịu đi nè, hả? nè đó. Wow. Con ba que này nó đó. Cho ra ngoài Mà không chịu, cho ra ngoài nó cào cửa, mở mở máy lạnh ô gì hả? nó chui vô đó, thấy nó nói tới nó gục mặt vậy ta, rồi xuống đi. Rồi anh Lê Minh lại bị kẹt nữa rồi. Mình gần. Đúng rồi đó anh Trung Anh. Dạ thôi nói chứ cũng khuya rồi, em xin ốp ở đây. Thôi bye bye các anh chị nha. Chúc các anh chị ở hải ngoại một ngày mới vui vẻ. Chúc Bảo làm việc. Vui nha. Chúc anh Cầm nấu cơm chiên cá không khét. Chúc anh Phụng Nên với anh Trung Anh ngủ ngon. Ok anh. Bye bye các anh chị nha.